sau đây tôi xin hướng dẫn các đồng chí tạo mã cốt cho giáo án của mình để tạo được một mã cốt cho giáo án của mình đây như mã cốt này thì trước tiên chúng ta phải nhận link của giáo án và thứ hai chúng ta phải có một đường dẫn để vào cái trang web để tạo mã cốt thì tôi sẽ xin hướng dẫn các đồng chí lần lượt thứ nhất để lấy link giáo án thì các đồng chí sẽ vào driver của mình vì hàng tuần các đồng chí đã tải giáo án của mình lên driver để cho ban giám hiệu tổ trưởng tổ phó duyệt rồi nên các đồng chí sẽ vào đấy để lấy link các đồng chí mở driver của mình ra vào giáo án ở đây thì chúng ta sẽ tạo mã qr code cho file pdf cái file mà đã được ban giám hiệu duyệt rồi ạ, thì các đồng chí mở file PDF ra. Tại đây thì các đồng chí sẽ muốn tạo đó, mã cốt cho file nào thì các đồng chí sẽ tích vào file đó, sau đó các đồng chí nhấn chuột phải chọn nhận đường liên kết. Tại cái bảng này thì các đồng chí hãy chú ý một chút uh, vì uh, chúng ta đang chia sẻ cái file giáo án cho của mình cho mọi người làm xem thế nên các đồng chí phải chú ý là quyền truy cập chung chúng ta phải chọn là người người xem. Nếu chúng ta chọn người chỉnh sửa thì người ta xem người ta có thể chỉnh sửa lại của các đồng chí. Sau khi chọn người xem xong, chúng ta nhấn vào sao chép đường liên kết. Chúng ta đã sao chép và nhấn xong. Tiếp theo thì chúng ta sẽ vào cái đường link để tạo mã code Thì cái này sau tôi sẽ gửi trực tiếp lên nhóm cho các đồng chí Chúng ta vào một cái đường dẫn đó là QR code gạch ngang gen.com Ở đây thì các đồng chí sẽ vào website Và các đồng chí nhìn thấy phần nhập website Thì các đồng chí tích vào đây Và các đồng chí dán cái mã QR code chúng ta vừa vừa cóp ở cái file giáo án vào sau đó các đồng chí nhấn tạo QR code Khi các đồng chí nhấn tạo QR code thì phần bên phía mã QR code này Cũng sẽ hiện lên một cái cái um, bảng QR code mới Tương ứng với cái file giáo án của chúng ta vừa pet vào đấy ạ Và chúng ta nhấn tải về Sau khi tải về thì chúng ta sẽ được một cái mã Đây chính là mã của cái file giáo án tuần số 3 của tôi, tôi đã vừa tạo xong và để uh, dễ dàng tìm kiếm và không bị nhầm lẫn thì cứ tải xong được một uh, mã QR code các đồng chí sẽ vào để đổi tên. Tất cả những file tải về thì thường trong phần download chúng ta sẽ đổi tên cái file này đó là mã giáo án tuần 3 chẳng hạn. Đây thì đây chính là mã giáo án tuần 3 của tôi tôi đã vừa tải xong. Sau khi các đồng chí tạo tất cả các tuần xong thì chúng ta có thể dán tất cả những cái mã này vào một trang Word. Chúng ta sẽ copy copy. Đây thực chất nó là một cái ảnh thôi. Chúng ta sẽ copy thu bé lại và dán vào một trang Word. Ở trên một trang Word chúng ta có thể dán được tầm 20 đến 30 cái mã code như thế này. Và trong một năm thì chúng ta chỉ cần dùng hai trang word chúng ta có thể dán tất cả các mã cốt cho các tuần giáo án của chúng ta trong cả năm thì để khi mà người xem ấy, người ta muốn kiểm tra giáo án của chúng ta thì người ta chỉ cần lấy điện thoại và quét cái mã qr code chúng ta đã tạo này thì trên điện thoại sẽ hiện lên một cái đường link thì người ta tích vào link đó thì toàn bộ file giáo án của chúng ta sẽ người ta có thể xem được file giáo án của chúng ta mà không cần phải là mở trực tiếp máy tính của chúng ta hay là mở trực tiếp cái Google Drive ra trên đây là toàn bộ cái hướng dẫn để tạo mã QR code cho file giáo án à, thì các đồng chí có thể làm trình tự à, theo hướng dẫn của tôi có gì thắc mắc các đồng chí có thể liên hệ với tôi xin cảm ơn ạ